Này, bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu thêm một cái phần ứng dụng của hiệu ứng ở trong cái thao tác. Nó là một phần thôi, một phần ở trong cái cách mà làm và xử lý cái barcode khi mà chúng ta thiết kế. Thì barcode nó là một cái thành phần gần như bây giờ không thể thiếu ở trong các cái sản phẩm mà sản xuất công nghiệp rồi. Nó giúp cho người ta có thể là quản lý mã sản phẩm cũng như là quản lý giá tiền vân vân. Nó rất là tiện. Thế và trước khi mà chúng ta nói cái ứng dụng của cái lens này, khi mà chúng ta sử dụng ở trong cái việc mà xử lý barcode, thì chúng ta sẽ xem cái barcode nó tạo ra thế nào đã. Thế để tạo ra một cái barcode thì chúng ta sẽ phải có một sản phẩm mẫu nào đó nó có cái barcode, và sau đó thì xác nhận đúng được cái kiểu của nó. Sau khi mà chúng ta có được một cái hàng mẫu thì chúng ta sẽ bắt đầu chèn barcode vào. Thế thì ở trong các phiên bản khác nhau thì nó cũng sẽ có một cái chút khác biệt về mặt vị trí và lệnh để mà chèn cái barcode. Thì ở trong phiên bản X7 đổ lên, X7, X8 thì chúng ta sẽ vào menu Object, và sau đó thì chúng ta tìm thấy cái lệnh là Insert Barcode nằm ở ngay đầu. Thế còn ở các phiên bản thấp hơn thì các bạn sẽ tìm nó ở menu Edit, và các bạn sẽ tìm ở trong cái quãng này sẽ tìm thấy là cái lệnh Insert Barcode nó nằm ở đây. Đấy. Thế thì bây giờ với cái phiên bản này thì chúng ta sẽ, tức là nó chỉ khác nhau về mặt vị trí thôi nhá. Thế còn cách mà vận hành, cách mà chèn thiết các thứ để lấy cái barcode như thế nào thì nó cũng rất là dễ thôi. Nó như nhau hết ở các phiên bản. Bây giờ các bạn quan sát này. Đầu tiên là chúng ta vào Object, chúng ta chọn Insert Barcode. Thì cái cửa sổ để mà thao tác nó bắt đầu sẽ được mở ra. Trước hết là chúng ta sẽ tìm một cái sản phẩm nào đó có cái mẫu, hoặc nếu như mà khách hàng mà người ta đăng ký một cái mã hàng nào đó rồi thì họ cũng sẽ được cấp con số. Sau đó thì mình sẽ sử dụng con số đó để mình nhập vào trong cái cửa sổ. Tuy nhiên là barcode thì nó có rất là nhiều kiểu khác nhau, và nó có những cái dãy số khác nhau. Thế cho nên là chúng ta cũng phải xem đấy là cái dạng code là 8 số hay 13 số hay bao nhiêu số. Nói tóm lại nó phải thuộc cái dạng gì. Thông thường nhất các cái sản phẩm mà các bạn hay thấy trên thị trường thì thường là nó sẽ là giữa hai cái loại là 8 số hoặc là 13 số. Trong đó Việt Nam mình thì cái dạng 13 số là cái dạng mà gần như là phổ biến, các bạn có thể gặp gần như là lúc nào cũng thấy. Thế thì thao tác của chúng ta sẽ là đếm xem có đúng là 13 số hay không. Đấy, và nếu mà là 13 số thì các bạn sổ danh sách ra. Các cái kiểu mà mã thì nó có rất là nhiều, phục vụ cho rất là nhiều yêu cầu khác nhau và mục tiêu khác nhau. Thế và cái sản phẩm hàng dân dụng thông thường mà chúng ta hay thấy là nó sẽ chạy giữa hai cái này, mà chủ yếu là cái phần này EAN13. Đấy, sau khi chọn đúng kiểu thì các bạn sẽ nhập cái con số mà ở trên hàng mẫu hoặc là ở khách hàng người ta cung cấp cho chúng ta. Ví dụ tôi đang có trong tay một cái hộp trà, bây giờ tôi nhập thử một cái tham số vào đây. Tôi sẽ đọc số này 8 này, 9 này, 3, 8, 5, 0, 7, 5, 5, 3, 1, 1. Nếu như con số này là con số chuẩn thì các bạn chỉ cần gõ tới con số thứ 12, con số thứ 13 nó sẽ tự động nó phát sinh ra cho chúng ta ở cái quãng giữa này. Đấy, số này mà phát sinh ra đúng thì cái mã này được cung cấp là chuẩn rồi. Đấy, và chúng ta về đây là ok. Thường thì nó còn cũng có thêm một số các cái phần mở rộng, tuy nhiên là các sản phẩm mà chúng ta thấy ở trên thị trường thì thường là nó chỉ đến 13 số này là hết. Đấy, rất ít khi mà chúng ta thấy thêm cái phần mà add-on, phần mở rộng ở phía sau. Nếu như khách hàng cung cấp thì chúng ta gõ thêm vào thì nó sẽ xuất hiện thêm. Sau khi mà chúng ta nhập đủ các tham số vào rồi, đây cái phần mở rộng này, cái phần add-on thì nó sẽ là đưa thêm các con số này vào sau. Bây giờ tôi nhấn next thì nó tạo, nó chuyển sang cái cửa sổ tiếp theo. Cửa sổ tiếp theo thì nó thuộc về cái can thiệp của tham số về mặt kỹ thuật. Ví dụ như là printer resolution, độ phân giải khi mà in nó là bao nhiêu. Đấy, rồi kích thước như thế nào, tỷ lệ như thế nào. Về cơ bản thì các bạn có thể là dùng luôn được cái này. Đấy, nếu như có nhu cầu cụ thể nào đấy thì các bạn cũng có thể là gia giảm các tham số ở đây. Sau đó thì chúng ta nhấn next.
thì nó sang một cái trường chỉnh lý tiếp. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là ví dụ như là nó có một vài cái checkbox mà chúng ta có thể đánh dấu hoặc không đánh dấu. Ví dụ như là show add on text này. Add on text chính là cái phần mà cái số mà đi theo cái đoạn mở rộng này. Để hay không để hay là chỉ để cái mã vạch này thôi thì các bạn đánh dấu hoặc là bỏ đánh dấu. Add on text ở bottom thì đây là để can thiệp vào cái việc là cái đoạn mã số mở rộng này nó nằm trên hay nằm dưới. Đó, show quiet John Mark. Đánh dấu vào đây thì nó thêm cái dấu như thế này vào đây. Thế và nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể bỏ cái đánh dấu này. Thì lúc này nó chỉ ra một cái chuỗi mà chuỗi vạch này thôi, chứ không còn số nữa. Thực ra thì nó có, đối với máy quét mã vạch ấy, thì nó chả cần số gì đâu. Nó chỉ cần cái dãy các cái vạch này thôi. Đấy, thứ nhất là cái số lượng vạch là bao nhiêu, thứ hai là khoảng cách giữa các vạch bao nhiêu, thứ ba là độ dày mỏng giữa các vạch bao nhiêu. Nó cứ chiếu theo cái công thức là nó sẽ dò ra được là cái mã này nó là mã nào. Thế còn đối với người thì người ta sẽ dò theo cái con số này để người ta quy ra nó là mã gì đó. Còn đôi lúc trong một vài trường hợp, nếu như mà mã này mà máy quét nó quét không ra thì người ta sẽ đọc cái mã người ta nhập vào thì nó cũng sẽ thay thế cho cái việc quét này. Phần trên này thì là để can thiệp vào tham số. Tuy nhiên thì cũng có một cái hơi khó hiểu là tôi cũng không biết là phần lớn các cái trường hợp mà chúng ta cài đặt xong thì sử dụng cái này thường là không can thiệp được. Đấy, không can thiệp được. Nhưng cũng rất hiếm hoi có trường hợp cài xong thì nó cho phép can thiệp, thay đổi được phông rồi thay đổi được size rồi các thứ. Cách cài thì giống như nhau, hoặc đôi khi chính xác là crack cũng giống như nhau, nhưng mà chúng ta cũng không biết được là lý do tại sao bảng nó lên được, bảng không lên được nữa. Đấy, thì đến đây thì về mặt chuẩn bị thì coi như xong. Các bạn nhấn finish thì nó sẽ đưa ra cái bảng mã, cái đoạn mã vạch cho các bạn. Và đây là một cái mã mà các bạn có thể sử dụng được luôn, chuẩn xác luôn. Cứ đặt nó vào trong sản phẩm, in ra kèm sản phẩm luôn, hoặc là có thể in rời rồi dán vào thì tùy, cách nào cũng được. Tuy nhiên là cái mã vạch như thế này thì nó đang có một một vài cái vấn đề như sau. Thứ nhất là về mặt kích thước thì chúng ta có thu nhỏ phóng to được hay không. Thì mã vạch thì như tôi nói, nó chỉ quan tâm đến tỷ lệ chứ nó không quan tâm tới độ lớn nhỏ. Do đó nếu các bạn thích thì các bạn có thể là thu nhỏ nó lại hoặc phóng to ra cũng được. Độ cao thấp thì có liên quan gì không? Độ cao thấp của một mã vạch nó cũng không quá liên quan. Các bạn cũng vẫn có thể là cắt cho nó ngắn bớt đi cũng vẫn có thể được. Đấy, miễn là đừng có làm thay đổi về cái số lượng cũng như là tỷ lệ cũng như khoảng cách giữa các vạch đấy là máy quét nó vẫn có thể nhận ra. Tuy nhiên có một vấn đề, đó là cái này nó có một kèm theo một cái phần nền màu trắng. Nếu như bây giờ tôi đặt nó lên một cái sản phẩm mà có nền, các bạn sẽ thấy là nó có một cái phần màu trắng đi kèm với cái nền này. Tất nhiên là màu đen ở trên nền trắng thì quét bao giờ cũng dễ, đặt cũng dễ, nhìn cũng dễ. Nhưng mà trong một số trường hợp thì cái nền trắng này khi mà kèm theo cái sản phẩm của chúng ta mà lại đặt lên trên một cái nền màu của sản phẩm thì đôi lúc nó gây ra một cảm giác hơi khó chịu. Nó giống như là một cái miếng rách, một cái vết vá, một cái vết rách ở trên cái thiết kế của sản phẩm. Thì cũng có người người ta muốn là bỏ cái phần nền trắng này đi. Họ chỉ muốn là có cái vạch đấy thôi, còn đặt lên màu nào thì nó tiệp vào cái màu đấy một chút để nó không gây cái cảm giác là có một cái vết vá, một cái vết thủng ở trên cái sản phẩm của họ. Thế thì làm cách nào để mà chúng ta có thể loại trừ được cái nền này đi? Thì chúng ta sẽ xem được xem cái đối tượng này nó là cái gì đã. Khi tôi chọn vào đây thì các bạn quan sát ở dưới cái thanh trạng thái thì nó thông báo đây là code Corel 3 code X6 Object on Layer. Tức là nó là cái dạng 3 code. Nó là một cái dạng tài liệu khác hẳn với lại các dạng tài liệu, dạng thức tài liệu mà chúng ta từng biết. Đây chúng ta có thể kiểm tra thử xem. Với một cái đối tượng mà là vector, khi tôi nhấp chọn vào nó và tôi kéo đi chỗ khác thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó là một cái khung rỗng như thế này và có cái đường viền màu xanh. Di đến đâu cũng thế thôi.
cho tới khi nào mà chúng ta nhả ra thì nó mới trả lại nguyên vẹn hình hài. Thế nếu như đây là một cái đối tượng mà là ảnh chẳng hạn, đây tôi có thể là chuyển tạm cái này ra là một cái ảnh nhé. Đây, ví dụ đây là một cái ảnh, thì khi mà dịch chuyển thì các bạn sẽ thấy nó là một cái vùng màu xám hơi trong như thế này, và chúng ta có thể là di chuyển nó đi cho tới khi nào mà tôi nhả ra thì nó lại quay trở lại là một cái ảnh như bình thường của nó. Tuy nhiên là một cái barcode này khi chuyển thì trông nó như thế này, nó cũng không có xám, như vậy là nó không phải là ảnh, nhưng nó cũng không phải là cái đối tượng vector bình thường. Bởi vì đối tượng vector bình thường thì chúng ta khi di thì nó có cái khung màu xanh, nhưng nó không có cái chéo chéo ở góc kia đấy. Và quan sát ở đây thì chúng ta sẽ chỉ thấy một số hỗ trợ, ví dụ như là đưa xuống dưới cùng hay đưa lên trên cùng thôi, không có ăn group, không có control k, không có cái gì để tách bạch nó ra cả. Và do đó thì cũng không làm cách nào để mà chúng ta có thể là loại bỏ cái nền trắng đi đó. Và kể cả trong cái trường hợp ví dụ như là trong một số các cái buổi trước đây tôi cũng đã nói tắt với các bạn một số các cái lệnh, ví dụ như là triệt nền trắng của một cái ảnh đi thì chúng ta dùng bitmap color mask chẳng hạn, nhưng ở đây nó lại không phải là ảnh, cho nên cái lệnh bitmap color mask nó cũng không hiện ra để cho chúng ta xài đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm cách nào để mà loại bỏ ra, thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn có 3 cách để mà chúng ta xử lý cái này, và tất nhiên là sẽ có cách hợp lý nhất trong số các cách. Trước hết là chúng ta sẽ sử dụng cái cách là xuất nó ra thành một dạng thức tài liệu khác, sau đó sẽ nhập trả lại và sẽ xử lý sau. Thế thì để xuất ra thì chúng ta sẽ chọn đối tượng, sau đó thì chúng ta sẽ chọn cái tính năng export. Các bạn có thể chọn biểu tượng export ở đây, hoặc là nhấn phím tắt là Ctrl E, hoặc là các bạn vào file chọn export, cách nào cũng được cả. Đấy, như nhau. Sau khi mà các bạn chọn export thì điều quan tâm đó là export nó ra dạng thức tài liệu gì. Thì các bạn có thể export nó ra một vài cái dạng thức, ví dụ như là các bạn có thể export ra, thông thường là người ta export ra một trong hai dạng, đó là export ra Illustrator đó, của Adobe, thì các bạn chọn AI đấy đó, hoặc không thì các bạn có thể xuất một cái dạng thức khác là CMX, tức là một cái dạng tài liệu của chính Corel thôi, đó là cái dạng Corel Presentation Exchange, một trong hai loại này. Sau khi mà các bạn chọn xuất thì các bạn sẽ đặt tên cho nó để phân biệt nhé. À, sau đó thì export ra đâu thì các bạn nhớ là nhớ chỗ, để sau đấy thì các bạn gọi trả nó vào. Thế sau khi mà chúng ta đã xuất ra rồi thì chúng ta cái barcode gốc ở trong này vẫn có. Tuy nhiên lúc này thì tôi sẽ tiến hành nhập cái barcode vừa mới xuất ra bằng cách là chọn lệnh import là lệnh ngược lại với export đó. Sau đó thì chúng ta mới chỉ cho chương trình biết là cái barcode đó nó nằm ở đâu. Đây, cái barcode vừa nãy tôi xuất tạm nó ra desktop cho dễ tìm, để tôi chọn và chọn lệnh import. Sau khi import đưa vào đây thì các bạn sẽ lại thấy cái barcode nó được đưa vào. Các bạn bảo là thế thì nó vẫn có cái nền trắng, có khác quái thì cái trường hợp cũ đâu, nhưng mà thực ra thì nó sẽ có khác biệt đây. Các bạn thấy là khi tôi bấm vào cái barcode gốc thì nó báo ở đây là barcode đúng không? Nhưng khi tôi bấm vào đây thì nó đây là một tổ hợp rồi. Và thực ra là tôi có thể là chọn và tôi xóa những cái phần mà tôi không muốn đi. Đấy, và lúc này thì tôi chỉ còn lại cái vạch như thế này thôi. Bằng cách như thế này thì tôi có thể là loại bỏ được cái nền, và thông qua đấy thì tôi có thể điều chỉnh ví dụ như là màu sắc cho cái vệt barcode này, cũng như là kể cả phông chữ hoặc là ấy. Điều rất là đặc biệt là ở đây nó là barcode đó, vừa nãy chúng ta không can thiệp được, nhưng khi export ra và import trở lại thì các bạn thấy là nó vẫn nhận diện đây là số, đây là chữ, và chúng ta hoàn toàn có thể là can thiệp vào size to nhỏ hoặc là thay một cái phông khác cũng được. Đấy, rồi các bạn thích thì các bạn có thể là tô màu đó, các bạn có thể tô màu khác để cho nó nổi lên ở trên cái nền này, các bạn có thể thay thế màu khác cũng được. Đấy, miễn là gì đây, đừng can thiệp vào, đừng làm lệch lạc tỷ lệ của nó đi. Thế thì cách này thì các bạn có thể là xuất ra hai dạng đấy, là Illustrator hoặc là Corel Exchange. Tuy nhiên là nếu mà xuất sang Illustrator thì nhớ giúp tôi một cái vấn đề là khi xuất thì nó sẽ hỏi các bạn một cái câu hỏi là
những cái chỗ nào là text thì lúc xuất ra giữ nó là text hay là hình vẽ thôi. Đấy, thì tốt nhất các bạn nên chọn cho tôi là curve, là hình vẽ thôi. Xuất ra text thì thường nó lỗi, nó có thể mất số. Đấy, thì sau đấy thì xuất xong rồi cũng nhập lại như thế này và xóa bỏ cái phần chúng ta không mong muốn đi là xong. Đấy là một cách là xuất và nhập. Đó, bây giờ tôi sẽ giới thiệu cách thứ hai. Cách thứ hai là chúng ta lại xài cái vỏ như vừa nãy. Đây, bây giờ tôi vẽ ra một cái gì đây nhỉ? Tôi vẽ ra một cái đối tượng, nói chung là bao trùm hết cái barcode nằm ở bên dưới này. Sau đó thì lại gọi cái hiệu ứng lens vừa nãy mà chúng ta đã nói. Sau đó thì chúng ta chọn một cái hiệu ứng bất kỳ nào đó. Tốt nhất là có lẽ là chúng ta chọn invert đi. Đấy. Và sau đó thì tôi chọn Frozen Apply. Đến đây thì chúng ta sẽ thấy là tất cả mọi thứ đảo ngược. Đó. Nhắc cái barcode này ra thì barcode mẫu nhắc cái thấu kính ra thì nó ăn luôn cái hiệu ứng đấy vào trong cái thấu kính. Barcode vẫn nằm nguyên ở đây. Việc bây giờ của chúng ta là tháo dỡ cái thấu kính với lại những cái thứ mà đi theo cái này ra. Xóa bỏ những cái thứ chúng ta không cần đi. Và chúng ta sẽ lấy những cái phần mà chúng ta mong muốn ở đây. Nhắc vào đây, chúng ta sẽ có được cái barcode. Bây giờ muốn thay màu, muốn đổi màu, muốn làm gì thì các bạn làm. Và điều đặc biệt, kể cả trong trường hợp đây là một cái bản sao chép, một cái sự in hẳn lên trên cái thấu kính, thì thực ra nó vẫn giữ đây là cái text. Các bạn thích thì các bạn vẫn có thể là thay đổi sang phông khác, kiểu khác được. Đấy, và cuối cùng thì các bạn group nó lại, chớ có để cho nó xô lệch và cuối cùng là máy quét không nhận được nữa. Cắt được. Đây, bây giờ các bạn, các em nhé, bây giờ tôi chọn này và tôi giữ shift, tôi bỏ hết tất cả cái phần số đi để tôi group cái nhóm này lại thành một cái nhóm nhé. Sau khi nhóm rồi tôi có thể cắt nó đi. Đây, muốn làm cho cái ba nó ba cốt nó lùn đi thì đây chúng ta có thể chọn nó này, sử dụng lệnh cắt. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái barcode nó lùn đi. Đấy. Nhưng mà yên tâm, về mặt nguyên tắc thì nó độ cao của barcode tất nhiên là nó to thì nó dễ quét. Đấy. To và cao thì nó dễ quét, nhưng mà không có nghĩa rằng là chúng ta cắt thấp xuống thế này thì nó không nhận được, bởi vì thực ra thì barcode nó vẫn cứ quan trọng ở cái đoạn là số lượng bao nhiêu, dày mỏng thế nào, mà khoảng cách giữa các cái vạch này nó như thế nào thôi. Đấy, những cái này mà không bị thay đổi thì máy quét nó vẫn nhận diện được. Thế đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng để mà chúng ta can thiệp vào cái barcode, chúng ta bỏ cái nền đi. Thế nên bây giờ là cái kiểu thứ hai rồi, đúng không? Kiểu thứ nhất là có thể xuất ra và nhập lại. Kiểu thứ hai là chúng ta sử dụng thấu kính, rồi chúng ta bóc lấy cái phần hiệu ứng mà dán trên thấu kính, chúng ta xử lý. Tuy nhiên hai cái cách này thì đều có những cái thứ mà lủng củng. Tôi cho rằng là nó dùng thì dùng được, nhưng mà nó chưa phải là tối ưu. Đơn giản là vì cách xuất ra ấy, export cái barcode rồi nhập lại thì nó sẽ phát sinh ra những cái đối tượng bên ngoài. Nó sẽ phát sinh ra cái mà chúng ta gọi là file rác. Tại vì là dùng xong thì không cần dùng nữa thì chúng ta sẽ xóa cái barcode đã export ra ngoài. Năm thì mười họa, các bạn làm một cái barcode thì không sao. Nhưng nếu các bạn dính vào một cái việc gì đó mà thường xuyên phải chèn barcode vào trong thiết kế ấy, thì các bạn phải cẩn thận. Làm xong cái nào xóa ngay cái mà export ra, nếu không lover các bạn chọn nhầm cái barcode của thằng A nhảy vào thằng B là nó sẽ sai hết. Đó. Dán thì còn đỡ, nếu mà in thì lúc ấy là vỡ mặt ngay. Tại vì là ví dụ như là một cái sản phẩm 1 triệu bây giờ dán nhầm vào cái sản phẩm đấy là cái barcode của thằng 100.000 chẳng hạn, thì là lúc đấy là hỗn loạn hết cả giá cả lần ngay. Đấy. Mà là in thẳng vào trực tiếp sản phẩm thì không xóa được. Cái dán thì còn có thể bóc đi hoặc là dán đè, đúng không? Chứ cái thằng in vào là rất là đau đầu. Thế thì cái rác đó nó phát sinh ra chúng ta phải xóa, hoặc là chúng ta không được nhầm lẫn giữa cái nọ với cái kia. Thế còn bản thân cái thấu kính, cái lens thì mặc dù là không xuất ra ngoài, nhưng mà các bạn làm xong các bạn cũng vẫn phải xóa một đống thứ linh tinh mà xuất phát từ cái lens đi. Thì cái thao tác nó cũng chưa phải là hoàn hảo.
Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách thứ ba nữa, và có lẽ là cái cách này là cái cách hoàn hảo hơn, mà nếu như tôi làm thì tôi cũng thường xuyên là sử dụng cách này. Tuy nhiên là tại sao lại giới thiệu các cách kia, thì để cho chúng ta có một cái cách nhìn đa chiều thì làm bất cứ cái gì đấy, tất nhiên là luôn luôn sẽ có cách hoàn hảo nhất, và chúng ta sẽ cố gắng là tìm cái cách hoàn hảo nhất mà sử dụng nó. Đây, cách thứ ba mà chúng ta có thể làm đó là các bạn chọn cái barcode mà các bạn muốn xử lý, sau đó thì đơn giản là Ctrl X cắt nó đi. Cắt thì cắt vào đâu? Cắt ra khỏi tài liệu nhưng vẫn cắt vào trong bộ nhớ, cắt vào trong RAM, đúng không? Sau đó thì chúng ta lại tiến hành dán lại. Bây giờ tôi sẽ vào menu edit. Trong menu edit này tôi sẽ không phải sử dụng cái lệnh paste Ctrl V thông thường nữa, mà tôi sẽ sử dụng là paste special. Nhấn vào lệnh paste special và nó sẽ hiện ra một cái bảng thoại paste special. Trong này chúng ta sẽ có hai cái tùy chọn, một là Corel barcode, hai là picture. Đấy, đóng mở ngoặc metafile. Thì nếu như mà chúng ta cắt nó đi, nó là barcode, và dán lại là barcode thì nó vẫn thế, sẽ không có gì thay đổi cả, chúng ta cũng không can thiệp được. Nhưng chúng ta sẽ chọn cái kiểu là picture metafile. Sau khi chọn cái lệnh thứ hai này, chúng ta nhấp OK thì nó sẽ dán trả vào đây. Và lúc này thì các bạn thấy điều gì xảy ra? Bắt đầu xuất hiện các lệnh group và ungroup ở đây, có nghĩa là bắt đầu cho tháo dỡ. Và với cái cách như thế này thì tôi có thể là chọn lựa và tôi tháo dỡ cái này ra. Đấy, các bạn có thể ungroup, hoặc nếu không, các bạn nếu còn nhớ được những cái lệnh mà tháo dỡ hoặc là xử lý mà không cần phải ungroup ra, thì các bạn chỉ cần là giữ phím Ctrl, các bạn kích vào cái gì nhỉ, các bạn kích vào cái phần mà các bạn muốn xóa, nó sẽ chọn nhưng không tháo dỡ ra, nhấn delete xóa thế này, và tôi có thể xóa được cái nền trắng đi luôn. Và đến đây thì tôi đã có được một cái barcode mà loại bỏ cái nền đi, và các bạn có thể thoải mái đặt lên bất cứ cái nền màu nào các bạn muốn. Đấy. Thì cái bài này thực ra thì nó nặng về cái phần là giới thiệu về cái việc chèn barcode vào trong một cái thiết kế của mình. Tuy nhiên tại sao tôi lại nói, vì là giới thiệu thêm được một vài cái các cái cách xuất và nhập các tài liệu. Đấy. Cách paste special nó là như thế nào, và một cái cách nhìn khác, một cách ứng dụng khác để chúng ta sử dụng cái lens. Mặc dù trong đó thì cái cách dùng lens hay là cách import export thì đều không phải là cách hoàn hảo nhất, mà cách hoàn hảo thì là cắt và paste special rồi chúng ta sẽ tháo dỡ nó ra. Đấy, nhưng mà như thế thì chúng ta sẽ có được một cái kiến thức nó rộng hơn và kỹ hơn.